Tiêm phòng trước khi mang thai là việc làm cần thiết. Tiêm phòng trước khi mang thai chắc chắn là việc đáng lưu tâm với những ai chuẩn bị mang bầu. Đây là cách hiệu quả nhất ngăn ngừa khả năng dị tật thai nhi trong những tháng đầu thai kỳ. Trước khi tiêm phòng, chị em sẽ được các bác sĩ khám, tư vấn, làm xét nghiệm máu để đánh giá lượng kháng thể và khả năng miễn dịch với từng loại bệnh. Dựa trên tình hình sức khỏe mà bác sĩ sẽ tư vấn bạn cần nên tiêm bao nhiêu loại vaccine và tiêm trước khi mang thai bao lâu. Có những loại yêu cầu tiêm vaccine trước khi mang thai 1 tháng như thủy đậu, có những loại 3 tháng như rubella, nhưng cũng có những loại có thể tiêm trong thai kỳ như cúm. Dưới đây là lời khuyên của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh, phó khoa khám chuyên sâu sản phụ khoa và sơ sinh dành cho các bạn. Một số bệnh đã có vaccine, phụ nữ nên tiêm chủng trước khi mang thai để phòng chống bệnh tật cho cả mẹ và con. 1. Rubella. 90% trường hợp người mẹ nhiễm rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể gây dị tật thai nhi hoặc sảy thai. Virus này ảnh hưởng đến não, tim, tai và mắt của bé trong bụng, thậm chí có thể để lại di chứng khi trẻ chào đời. 2. Sởi. Nếu bà mẹ mắc bệnh sởi khi mang thai, nguy cơ dị dạng thai nhi rất cao. Ngoài ra, phụ nữ bị sởi khi mang thai có thể gây sảy thai, sinh non hoặc thai chết lưu. 3. Quai bị. Virus quai bị có thể làm viêm nhiễm buồng trứng, đồng thời phá hủy tế bào trứng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Ngoài ra, quai bị có thể gây dị tật bẩm sinh, sinh non và thai chết lưu. Hiện nay, phụ nữ có thể chủ động phòng ngừa sởi, quai bị và rubella chỉ với một mũi vaccine 3-1, sởi, quai bị, rubella, nên tiêm phòng vaccine 1 tháng trước khi thụ thai. 4. Thủy đậu. Nếu đã tiêm phòng thủy đậu khi còn nhỏ, bạn nên tiêm thêm một mũi tăng cường. Lưu ý, tiêm trước khi mang thai ít nhất 1 tháng. 5. Cúm. Đây là căn bệnh thường gặp nhất ở Việt Nam. Cảm cúm thông thường sẽ không gây ra những biến chứng gì đặc biệt. Sau khi mang thai, những cơn cảm cúm kéo dài có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi, nhất là mẹ mắc bệnh trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu mang thai mà chưa kịp tiêm phòng cúm, bạn vẫn có thể tiêm ngừa trong thai kỳ của mình. Vaccine phòng ngừa cúm được chế tạo từ những virus đã chết nên rất an toàn với bà bầu. 6. Ung thư cổ tử cung. Nếu dưới 26 tuổi, bạn nên xem xét đến việc tiêm phòng vaccine ung thư cổ tử cung. Vaccine này bao gồm 3 mũi, kéo dài trong 6 tháng và không thể tiếp tục nếu như bạn mang thai. Vì vậy, bạn nên tính toán thời gian phù hợp nếu muốn hoàn thành việc phòng ngừa này trước khi có bầu. 7. Viêm gan B. Virus này có thể lây truyền thông qua máu và dịch cơ thể. Các chị em có thể dễ dàng mắc bệnh này mà không hề hay biết. Không chỉ họ mà người chồng cũng nên tiêm phòng viêm gan B. Vaccine này gồm 3 mũi, tiêm trong vòng 4 tháng. Nếu không hoàn thành 3 mũi viêm gan B trước khi mang thai, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục tiêm phòng khi mang thai. 8. Viêm gan A. Virus viêm gan A không gây bệnh viêm gan mạn tính nhưng trong giai đoạn cấp tính có tỷ lệ tử vong cao hơn. Bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi nhưng nguy hiểm cho bà mẹ nên cũng cần tiêm trước khi mang thai. 9. Uốn ván. Bệnh có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Phụ nữ trong tuổi sinh sản nên được tiêm vaccine ngừa uốn ván trước khi có thai hoặc vào tuần 27 đến 36 của thai kỳ. Tiêm vaccine trước khi mang thai là việc làm cần thiết đối với tất cả mẹ bầu, bởi việc mắc các bệnh do virus, đặc biệt là trong 3 tháng đầu và cuối của thai kỳ, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Hy vọng với những kiến thức trên có thể giúp mẹ bầu tránh được các bệnh khi mang thai. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.